Cô chào các em, cô rất vui vì trong tiết học trực tuyến hôm nay, cô sẽ là người hướng dẫn các em tìm hiểu những kiến thức về dấu câu của phần môn tiếng Việt trong chương trình ngữ văn 7 học kỳ 2. Các em thân mến, dấu câu có một vị trí vai trò rất đặc biệt trong quá trình chúng ta đặt câu, viết đoạn. Nói một cách khái quát, dấu câu là những ký hiệu được dùng trong văn bản nhằm những mục đích khác nhau. Để có thể sử dụng dấu câu một cách chính xác, hiệu quả, các em cần nắm được đặc điểm, công dụng của từng loại dấu câu đúng không nào? Tiếp nối các bài học về dấu câu ở lớp 6, hôm nay cô cùng các em tìm hiểu công dụng của dấu chấm lửng, dấu chấm phẩy và dấu gạch ngang. Dấu chấm lửng hay còn gọi là dấu ba chấm, dấu chấm phẩy và dấu gạch ngang có vai trò gì trong cách chúng ta viết? Chúng ta cùng tìm hiểu bài học nhé! Tiết học ngày hôm nay là sự kết hợp của hai bài trong sách giáo khoa, đó là bài dấu chấm lửng, dấu chấm phẩy, trang 121 và dấu gạch ngang, trang 129-130. Các em lưu ý để chúng ta theo sát bài học nhé. Trước khi vào bài học, cô lưu ý các em, chúng ta ghi bài đầy đủ như ở trên lớp. Chúng ta ghi đề bài, tiêu mục, phần ví dụ vì đã có trong sách giáo khoa, nên các em ghi ví dụ A hoặc ví dụ B. Sau đó đánh mũi tên và ghi phần tác dụng của ví dụ. Phần công dụng các dấu câu cô chiếu lên màn hình để giúp các em tổng kết. Các em cũng không ghi lại mà chúng ta ghi vắn tắt. Ghi nhớ sách giáo khoa, sách 122 chẳng hạn. Ta bắt đầu tìm hiểu phần 1 la mã, dấu chấm lửng. Các em mở sách giáo khoa trang 121 và sau đó hướng lên màn hình theo dõi bài học. Yêu cầu của mục 1 la mã như sau. Trong các câu sau, dấu chấm lửng được dùng để làm gì? A. Chúng ta có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Lê Lợi, Quang Trung. B. Thốt nhiên, một người nhà quê mình mẩy lấm láp, quần áo ướt đầm, tất tả chạy xông vào, thở không ra lời. Bẩm, quan lớn, để vỡ mất rồi. C. Cuốn tiểu thuyết được viết trên bưu thiếp. Và bây giờ chúng ta sẽ đi giải quyết lần lượt từng ví dụ một. Ở ví dụ A, dấu chấm lửng tỏ ý còn nhiều vị anh hùng dân tộc nữa chưa được liệt kê. Các em lưu ý, muốn dùng dấu chấm lửng trong trường hợp này cần liệt kê ít nhất là hai sự vật hiện tượng. Trong chức năng này, dấu chấm lửng có thể dùng sau ký hiệu vân vân biểu thị sự tương tự trong liệt kê. Ta tiếp tục với ví dụ B. Dấu chấm lửng trong ví dụ này biểu thị sự ngắt quãng trong lời nói của nhân vật do quá mệt và hoảng sợ. Với chức năng này, các nhà văn thường dùng dấu chấm lửng để thể hiện sự bối rối, hốt hoảng, đau đớn của nhân vật. Ta tiếp tục với ví dụ C. Dấu chấm lửng ở ví dụ C này làm giãn nhịp điệu câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện bất ngờ của từ ngữ bất thường ngoài dự đoán mà trong ví dụ này là từ bưu thiếp. Cách nói này mang lại hiệu quả thu từ rất cao như biểu thị sự dí dỏm, hài hước, châm biếm. Ví dụ 1, nó nói nó không đến được, nó bận lắm, bận ngủ. Hoặc ví dụ 2, tin mới đây, tin mới lạ, không có gì mới cả. Từ bài tập trên, chúng ta rút ra được dấu chấm lửng được dùng để thứ nhất, tỏ ý còn nhiều sự vật hiện tượng chưa liệt kê hết. Thứ hai, thể hiện chỗ lời nói ngập ngừng, ngắt quãng. Thứ ba, làm giãn nhịp điệu câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện của một từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ hay hài hước, châm biếm. Toàn bộ nội dung này các em sẽ học trong ghi nhớ sách giáo khoa trang 122. Tiếp theo, chúng ta bước sang phần 2 la mã, dấu chấm phẩy. Các em theo dõi ví dụ sách giáo khoa trang 122. Yêu cầu của mục 2 này như sau. Trong các câu sau, dấu chấm phẩy được dùng để làm gì? Có thể thay nó bằng dấu phẩy được không? Vì sao? Và ta sẽ lần lượt đi giải quyết từng ví dụ một. Ở ví dụ A, cốm không phải thức quà của người ăn vội. Ăn cốm phải ăn từng chút ít, thong thả và ngẫm nghĩ. Thì trước khi chúng ta tìm hiểu về công dụng của dấu chấm phẩy thì chúng ta sẽ quan sát xem câu văn này là một câu đơn hay là câu ghép. Khi nhìn vào trong ví dụ thì chúng ta có thể thấy rõ ràng ngay được đây là một câu ghép. Và dấu chấm phẩy được dùng để đánh dấu ranh giới giữa hai vế của một câu ghép có cấu tạo phức tạp
ta tiếp tục với ví dụ B. Ví dụ B khá là dài, các em nghe rõ nhé. Những tiêu chuẩn đạo đức của con người mới phải chăng có thể nêu lên như sau: yêu nước, phải yêu nhân dân, chấm phẩy, trung thành với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà, chấm phẩy, ghét bóc lột, phải ăn bám và lười biếng, chấm phẩy, yêu lao động, coi lao động là nghĩa vụ thiêng liêng của mình, chấm phẩy, có tinh thần làm chủ tập thể, phải có ý thức hợp tác, phải giúp nhau, chấm phẩy, chân thành và khiêm tốn, chấm phẩy, quý trọng của công và có ý thức bảo vệ của công, chấm phẩy, yêu văn hóa, phải khoa học và nghệ thuật, chấm phẩy, có tinh thần quốc tế vô sản. Ví dụ này, dấu chấm phẩy sẽ được sử dụng để đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận trong một phép liệt kê phức tạp. Trong một phép liệt kê phức tạp như trên, tác giả tổng kết những tiêu chuẩn đạo đức của con người mới thể hiện trong 9 mối quan hệ và dùng dấu chấm phẩy đánh dấu ranh giới trên mối quan hệ này. Sau đó thì tác giả mới dùng dấu phẩy để ngăn cách các thành phần đồng chức trong nội bộ các mối quan hệ. Cách dùng dấu câu như vậy giúp người đọc hiểu được từng bậc ý khi liệt kê, tránh được sự hiểu nhầm có thể xảy ra. Chẳng hạn nhé, nếu tác giả chỉ dùng dấu phẩy khi liệt kê như sau: những tiêu chuẩn đạo đức của con người mới phải chăng có thể nêu lên như sau: hai chấm, yêu nước, phải yêu nhân dân, phải trung thành với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà, phải ghét bóc lột, phải ăn bám và lười biếng, vân vân, thì người đọc, nhất là những ai muốn bóp méo nội dung, cố tình hiểu, ăn bám và lười biếng cũng là những đặc điểm của con người mới. Như vậy là cô đã phân tích rất là kỹ để các em hiểu được dấu chấm phẩy có công dụng như thế nào trong một phép liệt kê phức tạp. Ở yêu cầu thứ hai của câu, theo các em thì chúng ta có thể thay dấu chấm phẩy bằng dấu phẩy trong cả hai ví dụ A, B được không? Thì chắc chắn câu trả lời sẽ là không. Bởi vì sao? Dấu phẩy được dùng để ngăn cách các thành phần đồng chức trong từng bộ phận liệt kê, còn dấu chấm phẩy được dùng để phân giới các bộ phận ấy trong phép liệt kê chung. Từ hai ví dụ trên các em thấy được dấu chấm phẩy sẽ có hai công dụng. Thứ nhất là đánh dấu ranh giới giữa các vế của một câu ghép có cấu tạo phức tạp. Và thứ hai là đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận trong một phép liệt kê phức tạp. Toàn bộ phần nội dung này các em sẽ học trong ghi nhớ sách giáo khoa trang 122. Ta tiếp tục tìm hiểu mục ba la mã, dấu gạch ngang. Một nhỏ công dụng của dấu gạch ngang, các em dở sách giáo khoa trang 129-130. Yêu cầu của mục một nhỏ này như sau: trong mỗi câu sau, dấu gạch ngang được dùng để làm gì? A. Đẹp quá đi, mùa xuân ơi, mùa xuân của Hà Nội thân yêu, tác giả Vũ Bằng. Thì dấu gạch ngang ở ví dụ A này được đặt ở giữa câu, dùng để đánh dấu bộ phận chú thích. Các em thân mến, trong câu, ngoài những thành phần của câu hay của cụm từ như chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ, phụ ngữ, còn có những bộ phận được dùng để chú thích, giải thích thêm cho những từ ngữ trong câu hoặc cho cả câu. Sự có mặt của những bộ phận này khiến cho ý nghĩa của câu trở nên rõ ràng hơn, chính xác hơn. Dấu gạch ngang được dùng như là một phương tiện để đánh dấu những bộ phận này. Ta tiếp tục với ví dụ B. Có người khẽ nói, bẩm dễ có khi đề vỡ, ngài cau mặt cắt rằng, mặc kệ, tác giả Phạm Duy Tốn. Thì dấu gạch ngang trong ví dụ này được dùng để đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật và được đặt ở đầu dòng. Lời nói trực tiếp có thể được đặt trong dấu ngoặc kép. Tuy nhiên, đối với một số thể loại mà lời nói trực tiếp thường xuất hiện với tần số cao, chẳng hạn như truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch, thì dấu gạch ngang thường dùng để đánh dấu lời nói trực tiếp. Các em lưu ý để chúng ta biết trong quá trình chúng ta đọc các cái tác phẩm, truyện, ký, chúng ta sẽ thấy xuất hiện rất nhiều dấu gạch ngang này. Tiếp tục với ví dụ C. Dấu chấm lửng được dùng để hai chấm xuống dòng. Về đầu dòng thứ nhất, tỏ ý còn nhiều sự vật, hiện tượng chưa tương tự chưa được liệt kê hết. Gạch đầu dòng thứ hai, thể hiện chỗ lời nói bỏ dở hay ngập ngừng, ngắt quãng. Gạch đầu dòng thứ ba, làm giãn nhịp điệu câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện của một từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ hay hài hước, châm biếm. Trích ngữ văn 7 tập 2. Thì dấu gạch ngang đặt ở đầu dòng được dùng để liệt kê. Việc liệt kê công dụng của các dấu chấm lửng thành những dấu gạch ngang nhằm nhấn mạnh đến từng vai trò của dấu chấm lửng. Theo
ví dụ D. Một nhân chứng thứ hai của cuộc hội kiến Varennes Phan Bội Châu, xin chẳng dám nêu tên nhân chứng này, lại quả quyết rằng Phan Bội Châu đã nhổ vào mặt Varennes. Cái đó thì cũng có thể, tác giả Nguyễn Ái Quốc. Dấu gạch ngang trong ví dụ này được dùng để nối các bộ phận trong liên danh, hay còn gọi là tên ghép, cuộc hội kiến Varennes Phan Bội Châu. Các em hiểu liên danh ở đây có nghĩa là liên kết các danh từ. Và dấu gạch ngang được dùng để nối các bộ phận trong những cái tên ghép. Ví dụ, tuyến đường Hà Nội-Hải Phòng, chuyến bay Hà Nội-Bắc Kinh hay Liên minh Mỹ-Hàn. Như vậy, chúng ta thấy ở dấu gạch ngang này có các công dụng như sau. Thứ nhất, đặt giữa câu đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích. Đặt đầu dòng đánh dấu lời nói trực tiếp hoặc để liệt kê. Và cuối cùng, đó là đặt giữa câu nối các từ nhằm nằm trong một liên danh. Toàn bộ phần nội dung này các em sẽ học trong ghi nhớ sách giáo khoa trang 130. Sang mục 2 nhỏ, đó là phân biệt dấu gạch ngang và dấu gạch nối. Các em quan sát ví dụ trên màn hình. Các em lưu ý cần phân biệt dấu gạch ngang với dấu gạch nối. Dấu gạch nối không phải là một dấu câu, nó chỉ dùng để nối các tiếng trong những từ mượn hoặc tên riêng nước ngoài gồm nhiều tiếng. Mà các em quan sát trên màn hình sẽ thấy đó là như Internet, Marketing, Radio hay là Varen. Và chú ý cho cô một ý nữa, đó là dấu gạch nối sẽ ngắn hơn dấu gạch ngang. Chúng ta vừa tìm hiểu xong đặc điểm công dụng của ba loại dấu câu. Để nắm chắc hơn kiến thức bài học, ta qua phần luyện tập. Phần luyện tập này, mỗi loại dấu câu cô sẽ hướng dẫn các em làm một bài tập mẫu nhỏ. Các bài tập còn lại dựa vào kiến thức vừa tiếp thu được để các em làm nhé. Ta đi vào bài tập đầu tiên, bài tập 1 trang 123. Yêu cầu của bài tập 1 như sau. Trong mỗi câu có dấu chấm lửng dưới đây. Dấu chấm lửng được dùng để làm gì? Cô sẽ giải quyết giúp các em bài tập B. Ô hay, có điều gì bố con trong nhà bảo nhau chứa lại. Ở đây, dấu chấm lửng được biểu thị câu nói bị bỏ dở, ý khuyên nhủ không nên lời qua tiếng lại tạo không khí nặng nề trong gia đình. Bài tập 2, yêu cầu như sau. Nêu rõ công dụng của dấu chấm phẩy trong mỗi câu dưới đây. Ta sẽ làm bài tập A. Dưới ánh trăng này, dòng thác nước sẽ đổ xuống làm chạy máy phát điện. Ở giữa biển rộng, cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên những con tàu lớn. Vậy, dấu chấm phẩy ở đây được dùng để ngăn cách các vế của câu ghép có cấu tạo phức tạp nha các em. Ta sang bài tập 3, sách giáo khoa trang 130. Hãy nêu rõ công dụng của dấu gạch ngang trong những câu dưới đây. Chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập E. Thừa Thiên, Huế là một tỉnh giàu tiềm năng kinh doanh và du lịch. Dấu gạch ngang trong bài tập này dùng để nối các bộ phận trong một liên danh Thừa Thiên, Huế. Ta vừa hoàn thành xong tiết học chủ đề dấu câu với ba loại dấu là dấu chấm lửng, dấu chấm phẩy và dấu gạch ngang. Mỗi dấu câu có một đặc điểm, công dụng khác nhau. Nếu hiểu đúng và biết vận dụng trong quá trình đặt câu, viết đoạn, cô tin chắc các em sẽ phát huy được hết các tác dụng tuyệt vời của từng loại dấu câu này. Và tiếp theo đây sẽ là phần hướng dẫn tự học của các em. Việc đầu tiên của các em sau khi học xong bài học ngày hôm nay đó là phải học thuộc các ghi nhớ để chúng ta nắm thật kỹ lý thuyết. Thứ hai, các em xem kỹ lại các ví dụ để chúng ta hiểu bài hơn. Và cuối cùng, các em sẽ hoàn thành các bài tập còn lại vào vở văn 2. Như vậy, tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chúc các em có một kết quả học tập thật tốt nhé. Cô chào các em, hẹn gặp lại các em trong tiết học gần nhất.